nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ tự tử hụt vì tình và chuyện đời bạc hơn cả vai diễn. Những tưởng bi kịch chỉ có trên sân khấu, nhưng dường như những vai diễn đã vận vào chính cuộc đời hồng nhan bạc phận để qua thời gian, chúng ta thấy một nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ dành hết tâm sức cho nghề, cho người, nhưng chỉ riêng hạnh phúc bản thân là còn hoài những kịch bản dở dang. Tuổi thơ cơ cực. Nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969 tại Sài Gòn, trong một gia đình lao động nghèo và rất đông con. Nhà có tới 12 chị em, cô là áp út, ba làm công nhân, mẹ buông gánh bán bưng kiếm từng đồng nên nhà Thoại Mỹ khổ vô cùng. Cô là em ruột của nữ nghệ sĩ tài danh Thoại Miêu, từng là đào chánh của các đoàn hát lớn ở thành phố trong hai thập niên 80-90. Lúc bấy giờ, mọi người trong đoàn của chị Năm Thoại Miêu thấy bóng dáng của bé Ngọc Mỹ xuất hiện trong đoàn là họ không thèm gọi em là bé Ngọc Mỹ nữa, mà lấy chữ Thoại trong tên của chị Thoại Miêu để gọi cho bé Ngọc Mỹ. Như một định mệnh, cái tên Thoại Mỹ gắn chặt vào cuộc đời cô đào cho đến tận ngày nay. Ban đầu, con đường đến với nghệ thuật của Thoại Mỹ cũng ngập tràn nước mắt. Những tưởng khi đậu vào trường Trần Hữu Trang, cuộc đời cô sẽ bớt khổ cực hơn vì được có lương. Nhưng khi cái nghèo vẫn đeo dai dẳng thì cuộc đời Thoại Mỹ vẫn còn đong đầy nước mắt. Thuở ấy, để được đi học, Thoại Mỹ phải thường xuyên đi bộ. Buổi trưa là lúc cực nhất vì Thoại Mỹ phải đội nắng chang chang hàng chục cây số về nhà ăn vội bữa cơm trưa, rồi lại tất tả trở về trường học cho kịp giờ. Thậm chí đến đôi dép đứt cô cũng không có tiền mua. Tuy mệt mỏi nhưng đôi bàn chân nhỏ bé của cô gái nghèo vẫn kiên trì vượt đường xa. Không chỉ chăm lo cho việc học diễn xuất, chiều tối, Thoại Mỹ lại tiếp tục đi học văn hóa để nâng cao kiến thức. Thấy con siêng năng học hành, người mẹ mừng thầm trong bụng, bà mong cho con gái sớm được đi hát và sẵn sàng xách giỏ trầu đi theo lo cho con. Sau một năm, Thoại Mỹ đi học ở trường Trần Hữu Trang thì người mẹ qua đời. Ngày mẹ mất, Thoại Mỹ cứ nghĩ mẹ đi đâu mấy ngày rồi sẽ về với mình. Nhưng niềm mong chờ ấy mãi mãi chỉ là một giấc mơ, mẹ không bao giờ quay về được nữa. Cô gái nhỏ sớm phải chịu cuộc đời mồ côi, buộc mình phải tự lập hơn trong cuộc sống. Những lúc không học bài, cô bé Thoại Mỹ chọn việc đi làm bảo mẫu, giữ con cho gia đình người ta để kiếm thêm thu nhập trang trải trong gia đình. Khi bắt đầu có show hát, khoảng 3 giờ chiều, Thoại Mỹ tiếp tục đi bộ từ nhà đến rạp hát. Bước chuyển mình. Vì mẹ mất sớm nên nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ được bà Nguyễn Thị Ngọc Cảnh, trưởng đoàn cải lương Trần Hữu Trang II, nhận làm con nuôi. Thoại Mỹ được bà Ngọc Cảnh yêu thương vì cô là một cô gái thông minh, chịu khó học hỏi và cầu tiến. Lúc mới về đoàn hát, Thoại Mỹ ít khi được đóng vai chính, nhưng hễ xuất hiện trên sân khấu thì cô thu hút được sự chú ý của khán giả và diễn xuất rất nhiệt tình. Năm 16 tuổi, sau khi ra trường, Thoại Mỹ bắt đầu đi hát ở nhiều nơi như đoàn Ba, đoàn Huỳnh Long, đoàn Sông Bé, nhà hát Trần Hữu Trang. Đi đến đâu cô cũng được tiếng, không bao giờ kén chọn vai diễn. Vai nào vào tay Thoại Mỹ đều được cô hoàn thành xuất sắc. Khán giả thì hồi hộp nhìn Thoại Mỹ lột xác từ vai ác, vai mùi, vai độc, vai lẳng sang vai con nít, bà già, ngọt xớt mà lòng tràn đầy cảm xúc. Đến khi vào vai Phi Loan trong Sở Vân Cưới Vợ, Thoại Mỹ như đánh được một tiếng vang lớn. Nhiều khán giả biết đến tên cô hơn. Họ yêu mến và say sưa xem cô diễn hết vai này đến vai khác một cách nồng nhiệt. Những vở tuồng Thoại Mỹ đóng được các khán giả khen ngợi khi cô mới bước vào nghề như vở Y Bang và Nàng Tiên, vai Y Bang, vở Nàng Tiên Mẫu Đơn, vai Hồng Mẫu Đơn, vở Sở Vân Cưới Vợ, vai Quận Chúa Phi Loan, vở Ngọc Kỳ Lân, vai Nữ Soái Hàng Phụng. Mê tập diễn đến gãy chân. Làm nghệ thuật bằng sự say mê nên mỗi lần ra sân khấu là cô rút hết nội lực để hóa thân vào các nhân vật. Vì vậy, trong những ngày đầu quân cho đoàn Huỳnh Long, Thoại Mỹ cũng không nhớ mình đã xỉu biết bao nhiêu lần trên sân khấu. Cô chỉ nhớ bao nhiêu lần khép màn là bấy nhiêu lần cô bất tỉnh nhân sự trên vòng tay của bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng đã trót mang lấy nghiệp vào thân thì như phận tầm phải nhã tơ. Hàng đêm, Thoại Mỹ lại buông lời ca tiếng hát dưới ánh đèn huyền hoặc của sân khấu để cống hiến những vai diễn đầy cảm xúc đến khán giả. Dù có đôi khi sân khấu đã đem lại cho cô những nỗi đau, những vết thương mang di chứng suốt đời. Cuối năm 2003, khi tập tuồng Sự Án Bàn Quý Phi, trong lúc mải mê tập đến đoạn nhảy từ trên cao xuống, cô đã bị té đau điếng. Ban đầu, Thoại Mỹ cứ nghĩ mình bị bong gân nên cô cố gắng kìm nén cơn đau lại để tiếp tục tập với đồng nghiệp.
Những đợt diễn liên tiếp đến khiến cô quên cả việc phải điều trị đôi chân, cho đến khi một ngày khi cơn đau dồn dập đến khiến cho cơ thể bé nhỏ đã không còn sức chịu đựng được nữa. Thoại Mỹ đành đến bác sĩ để khám, thì cô hay tin khớp gối của mình bị bể, kèm theo đó là chứng bệnh teo cơ. Suốt thời gian đó, Thoại Mỹ phải đi nạn để bảo vệ vết thương, nằm ở nhà nghe tiếng đờn réo rắc bên tai, khiến lòng cô lại nhớ nghề quay quắt. Đến khi vừa bỏ được cặp nạng, cô chạy ùa về ngay với sân khấu như đứa con được ùa vào lòng mẹ ấm áp. Rồi cô tiếp tục tập vai công chúa Ngọc Hân trong vở Hồn Thơ Ngọc để tham gia cuộc thi diễn viên tài sắc năm 2004. Trong vở diễn này, Thoại Mỹ đã khắc họa đậm nét hình tượng của người đàn bà có khát vọng khắc khoải, muốn được sống xứng đáng với tình yêu của chồng và chống lại định kiến bất công của xã hội. Giữa chập trùng lửa cháy trước sự bao vây của kẻ thù, Thoại Mỹ đã diễn đầy quyết tâm. Năm 1990, Thoại Mỹ đoạt huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu toàn quốc, vai Lan trong vở Dụ áo bụi đời. Khi Thoại Mỹ đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1992, lập tức cô được nhiều hãng băng video, đĩa DVD mời thu hình các tuồng Duyên Kiếp, Giang Sơn và Mỹ Nhân, Sa Phu Đi Xứ, Sở Vân Giả Trai, Truyền Thuyết và Tình Yêu. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Ở đỉnh cao, mỗi đêm kiếm được một cây vàng. Thoại Mỹ tự nhận mình nóng tính lắm. Ngày xưa mỗi khi nóng giận, cô phải đập cái gì đó rồi mới nguôi. Giờ đã biết cách kiềm chế hơn. Có người nói cô đóng đào nhì, tính cách thì dư, còn đóng đào chánh, cái mùi thì hơi thiếu. Bản thân cô cũng thích vai tính cách hơn. Nhiều lúc đang quay, bị người ta chửi là đồ độc ác, cô thích lắm. Thích nhất là được nghe ai đó nói rằng bà này đóng ác hay dễ sợ. Ngày xưa, một đêm Thoại Mỹ chạy show mấy điểm, giá vàng lúc đó 3-4 triệu đồng một cây, thì cô kiếm được 4-5 triệu đồng một đêm. Nhiều anh chị ngôi sao còn hơn thế nữa. Sau khi sân khấu cải lương chững lại, nghệ sĩ bắt đầu chuyển sang đi tỉnh. Cô đi được một thời gian thì sức khỏe sụt giảm. Giờ một đêm Thoại Mỹ chạy 2 điểm là quá lắm rồi. Mối tình với Kim Tử Long và hai lần tự vẫn vì tình. Hồi học trường Trần Hữu Trang, Thoại Mỹ và anh Kim Tử Long có khoảng 1-2 năm quen nhau. Lúc ra trường, anh đi theo đoàn khác và quen người mới nên hai người chia tay. Giờ gặp lại, cả hai vẫn xem nhau như anh em, đồng nghiệp. Rồi cô quen người chồng đầu tiên qua một người bạn. Anh ấy là nhân viên một công ty của Đài Loan. Tuy nhiên, dần dà giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nhất là khi có tiền, con người ta dễ sinh tật. Những lúc mâu thuẫn, chồng cô có những hành động không đẹp, Thoại Mỹ không thể cứ chịu đựng như vậy mãi. Cô từng tự vẫn bằng cách uống thuốc ngủ, nhưng may mắn thoát chết. Cô vô chùa, tâm sự với các ni sư và xin xuống tóc đi tu, nhưng ni sư từ chối. Ni sư chỉ cắt một mớ tóc để giải bớt nghiệp cho cô và bảo rằng nghiệp của mình thì mình lãnh, không ai lãnh dùng được, càng không thể hủy hoại bản thân mình như vậy. Đó là cái tội lớn nhất trong nhà Phật. Tự vẫn không thành, đi tu cũng không xong. Ni sư cho Thoại Mỹ bài chú Đại Bi, nhưng cô buồn quá, học cũng không được, chỉ biết đi lang thang ngoài đường. Cho đến một ngày cô ngộ ra rằng mình còn cha, còn gia đình, tại sao phải vì hận một người mà suy sụp đến như vậy. Cô quyết định ly hôn. Khi chia tay, Thoại Mỹ không mang theo thứ gì hết, dù đó là những thứ cô đã gầy dựng. Đến người thứ hai, Thoại Mỹ cũng từng nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng lần này cô tỉnh lại nhanh lắm. Trải qua quá nhiều sóng gió, nhưng cô đau khổ được giam 3 bữa, nửa tháng thì lại đứng lên, chứ không thể nào chịu đựng lâu được. Đến khi thấy mình yếu đuối nhất, Thoại Mỹ lại tìm đến cửa nhà Phật để tìm kiếm cho mình hai chữ bình an. Trong sự tĩnh lặng của không gian và thời gian, Thoại Mỹ đã nghiệm ra một chân lý và tâm sự rằng trong tình yêu, tôi tin vào số Phật và chữ duyên. Hãy để mọi thứ tự diễn ra và tôi lắng lòng lại để đón nhận những gì sẽ đến với mình. Hối tiếc lớn nhất là không có con. Khác với đàn ông, trong thế giới của một người phụ nữ, đôi khi tất cả khao khát chỉ gom về một chữ gia đình. Tất cả địa vị không bằng một thiên chức, đó là được làm mẹ. Thế nhưng Thoại Mỹ dường như đang mặc nhầm áo khi giỏi giang việc nặng nhọc, chu toàn việc gánh vác, làm trụ cột gia đình, nhưng trách nhiệm lẽ ra thuộc về người đàn ông. Chỉ riêng trách nhiệm chỉ thuộc riêng phụ nữ là làm mẹ thì cô chưa hoàn thành. Hối tiếc lớn nhất có lẽ là cô không có một đứa con. Cô từng bị sảy thai một lần nên những lần sau hơi khó. Phần cũng do cô muốn tìm hiểu kỹ, không muốn vội vàng quá, rồi tội cho con cái sau này. Đến khi muốn có con quá rồi thì đã muộn.
đối với một phụ nữ còn bi kịch nào hơn thế. Hiện tại, Thoại Mỹ nhận hai đứa trẻ là con của những người chị em trong gia đình về nuôi. Hai bé chính là động lực cho cô tìm thấy một chân trời mới để vui sống. Về những dự định tương lai, Thoại Mỹ vẫn luôn ấp ủ trong lòng ý tưởng sẽ xây dựng một mái ấm tình thương để cho người già và trẻ em có chỗ nương thân, để nhiều người không phải lâm vào cảnh khổ. Một người phụ nữ hạnh phúc, nét mặt họ ngời lên vẻ tươi sáng và trẻ trung, đó là những hình ảnh hiện tại về Thoại Mỹ. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.